Sáng ngày mùng 5 tháng 5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm thông tin về một chiếc ô tô con bị rơi xuống vực sâu biến dạng, nhưng may mắn gia đình 5 người thoát nạn. Sự việc xảy ra ở xã Phìn Hồ, huyện Nậm Bồ, Điện Biên. Theo người đăng chia sẻ, chiếc ô tô con lao xuống vách núi sâu gần 70 m xe bị biến dạng hoàn toàn, nhưng phép màu đã xảy ra, cả 5 thành viên trong gia đình thoát khỏi xe, chỉ bị xây sát phần mềm, không ai bị gãy xương hoặc có vết thương quá nặng. Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút bình luận từ người dùng Facebook, đa số đều chúc mừng gia đình tài xế may mắn thoát nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 4 tại bản Đề Cua, xã Phìn Hồ. Theo lãnh đạo huyện Nậm Bồ, anh DVD, sinh năm 1987, ở Thái Nguyên điều khiển ô tô con mang biển số Thái Nguyên đi theo hướng Na Hì đến Điện Biên, trên xe chở theo bốn người là vợ con của anh này. Khi xe đi đến km 5 400 thuộc bản Đề Cua, xã Phìn Hồ Nậm Bồ, Điện Biên, do anh ép buồn ngủ nên đã tự lao xuống vực bên trái, sâu khoảng 60 mét. Vụ tai nạn khiến bốn người bị xây sức nhẹ, còn DH Anh sinh năm 2014 bị thương phần đầu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điên Biên Trục Chiếu. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng,